Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 317 anh em nhé. Ngay khi Trịnh Chiến phất tay, trong nháy mắt đó Tiêu Bình đã động, hồn đạo thôi thiên khí ở sau lưng chợt lóe sáng, giống y như lúc trước Vương Đông Nhi dùng để đến gần Chu Hưng Hạo vậy, nhanh như chớp vọt về hướng của Hòa Thái Đầu. Không sai, hắn là một vị cận chiến hồn đạo sư. Tiêu Hồng Trần chuẩn bị dùng để liều mạng với Vương Đông Nhi. Thân thể hướng về phía trước, đồng thời trong tay của Tiêu Bình nhiều hơn một cái trường mâu. Trường mâu này của hắn, hai đầu cũng là hai mũi trường mâu sắc nhọn. Trong quá trình vọt tới phía trước, đã bắt đầu có ánh sáng mãnh liệt sáng lên, có ba cái hồn hoàn trên người sáng lên, là một lực của hắn tăng mạnh. Hoa Thế Đầu đang làm đồng tăng chạy nước rút, khi mà đối thủ phát động trong nháy mắt đó, hắn cung động. Hắn dĩ nhiên là không sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp, giống như Chu Hưng Hạo vậy, trực tiếp xài hậu trước. Tay phải vừa nhấc lên, một cái hồn đạo pháo đài đã hiện ra ở trên tay phải, một đoàn ngân quang trong nháy mắt đỏ bắn ra, bay ra trường 20 thước đã nổ tung, hóa thành một tấm lưới màu bạc bao phủ về hướng của Tiêu Bình đang vọt tới. Mặc dù trong mắt của Tiêu Bình tràn đầy khát máu, thế nhưng ở trong khát máu vẫn có tỉnh táo. Một đoàn bạch quang chợt sáng lên nơi ngực của hắn, thân thể đang vọt tới phía trước đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó ở trên khắp người của hắn cũng dâng lên một tầng hồn lực ba động cực mạnh, kèm theo âm thanh leng keng khi mà áo giáp bao phủ ở toàn thân, đồng thời cả người của hắn cũng đã bị đẩy ngược lại. Ngàn vạn lần không nên xem thường một tiến một phản này. Giữa tình huống đang cấp tốc vọt tới phía trước chợt ngược lại, chỉ nói về lực phản chấn cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Có điều cũng nhờ lực phản chấn này giúp cho hắn tránh đường tấm lưới màu bạc. Chỉ thấy tấm lưới kia khép lại, hắn sẽ vọt tới phía trước thêm một lần nữa. Thế nhưng ngay lúc này một tiếng nổ mãnh liệt chợt vang lên, sóng chấn động màu bạc trắng chợt nổ tung trong khoảng khắc tấm lưới đang khép lại, khiến cho Tiêu Bình đang chuẩn bị vọt tới phía trước chợt chậm lại, thân thể không tự chủ được mà dừng lại một chút. Ánh mắt của Trịnh Chiến sáng lên, khẽ vuốt cằm lẩm bẩm tự nhủ: tên tiểu tử của đường môn này cũng không tệ, tổ hợp lưới và sóng chấn động, khống chế, tăng cự ly, sát thương đều có đủ cả, một món hồn đạo khí vô cùng có sáng ý, giúp mình tranh thủ thời gian đồng thời. Nếu như đối thủ phản ứng quá chậm, còn có thể trực tiếp kháng địch. Sau khi Hòa Thái Đầu bắn ra đạn bẫy chấn động này, đồng thời thì hắn cũng lập tức động, rất có phong thái của một hồn đạo sư tiêu chuẩn, nhanh chóng di chuyển ngang theo hướng mép sân thi đấu, đồng thời trên bả vai cũng có thêm một cái trọng pháo. Trong nháy mắt đó, một lượng lớn bạo liệt đạn được bắn ra, oanh kích thẳng tới đối thủ. Sau lưng thì triển khai ra phi hành hồn đạo khí, trong lúc hắn bắn ra bạo liệt đạn đồng thời bay người hướng về không trung. Tiêu Bình bị đạn chấn động đẩy lui, ngay sau đó lại có một lớp bạo liệt đạn, hắn cũng hiện ra thực lực của bản thân mình, hai bàn tay, hai đùi, hai chân sau lưng có ít nhất là mười mấy chỗ xuất hiện quang mang của hồn đạo thôi thiên khí. Hồn đạo thôi thiên khí lớn nhỏ không đều phối hợp với phi hành hồn đạo khí ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt đó khống chế thân hình bay xéo, tốc độ nhanh vô cùng xông lên không trung, tránh được bạo liệt đạn, đồng thời cũng nhanh chóng đến gần Hòa Thế Đầu. Trường mâu trong tay đâm thẳng, một đạo bạch quang chói mắt đó bắn nhanh ra từ trên trường mâu, phóng thẳng tới Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu một mực quan sát đối thủ này, tất cả hồn đạo thôi thiên khí trên người của Tiêu Bình đều được gắn ở trong bộ giáp của hắn, khôi giáp chỉ bao trùm một vài bộ phận quan trọng nhất trên người của hắn, cũng không phải là một loại bao trùm toàn thân, thế nhưng càng thêm linh hoạt. Lúc này thì bay vào không trung thì càng hiệu ra được hiệu ứng linh hoạt, dựa vào đông đảo hồn đạo thổ thiên khí, hoàn toàn có thể cho hắn làm được một vài động tác trái với quy luật tự nhiên. Thân ở trên không trung, Hòa Thế Đầu đột nhiên rời ngang ba thước, tránh đường đạo xạ tuyến đó, sau lưng hai cánh triển khai xuống phía dưới, cũng treo mình dừng ở giữa không trung, vũ khí trên bả vai thay đổi, đổi thành một cái trọng pháo có hình thù cực kỳ là quái dị. Phía sau của trọng pháo này là hình trụ khiêng trên bả vai, thế nhưng phía trước lại là hình trụ nhật, có 18 khẩu pháo chia làm ba hàng, nồng đậm quang mang làm tử sắc chợt lóe lên. Ngay sau đó, tiêu lô điện phô thiên cái địa kia bao trùm về hướng của Tiêu Bình. Đây chính là loại hồn đạo khí gì vậy? Thật là trọng tài Trịnh Chiến cũng lấy làm kinh hãi, lấy ánh mắt chìm đắm gần trăm năm đối với hồn đạo khí của hắn, lại không nhận ra Hòa Thế Đầu sử dụng loại hồn đạo khí này là làm cái gì. Cái này có ý nghĩa, cái hồn đạo khí mà Hòa Thế Đầu đang sử dụng chính là tự mình nghĩ ra. Mỗi một đạo lô điện bắn ra từ bên trong trọng phá quái dị kia cũng thô như là cánh tay. Đáng sợ nhất chính là sau khi bắn ra một khoảng cách nhất định, nó lập tức nổ tung, hóa thành nhiều điện quang lớn. Trong giây lát, 18 đạo lô điện đã biến thành một tấm lưới bằng lô điện bao trùm về phía đối thủ. Diện tích che phủ to lớn, cho dù là thân hình của Tiêu Bình cực kỳ là linh hoạt cỡ nào cũng không có biện pháp né tránh. Hòa Thế Đầu lúc này rất là bình tĩnh, trong bình tĩnh lại còn mang theo vài phần thật thà. Thế nhưng hồn đạo khí trong tay thì không có một chút mùi vị thật thà nào cả.
Tiêu Bình cũng bị loại hồn đạo khí đầu tiên này thấy qua làm cho sợ hết hồn. Trường mâu trong tay đâm thẳng tới phía trước, tất cả áo giáp trên người cũng sáng lên, từng đạo tia sáng hội tụ thành một vòng bảo vệ màu trắng, bảo vệ thân thể của hắn ở bên trong. Con mắt của Hoa Thế Đầu rõ ràng có rút lại một chút. Hồn đạo hộ cháo cấp 7 quả như là hồn đạo hộ cháo cấp 7. Lấy thực lực chỉ khoảng ngũ hoàn của Tiêu Bình, hiển nhiên là không thể nào có năng lực cường đại cỡ như là hồn đạo hộ cháo cấp 7. Vậy cái này chỉ có thể là do tính đặc thù của bản thân hồn đạo khí mới giúp cho hắn có thể sử dụng được nó. Lợi dụng hắn là kỹ thuật đồng vị cộng hưởng với hồn đạo khí, đem năng lực của nhiều các loại hồn đạo hộ cháo giống nhau dung hợp với nhau, sau đó lại bộc phát ra uy lực cực mạnh, lúc này mới có thể đủ để sinh ra lực phòng ngự đạt tới cấp 7. Cấp 7 đây chính là cấp bậc của hồn thánh. Dĩ nhiên chuyện này cũng là bởi vì Tiêu Bình là cận chiến hồn đạo sư. Nếu như là loại hồn đạo sư chính thống như là Hòa Thế Đầu, cho dù có được loại đồng vị cộng hưởng hộ cháo này cũng không thể nào sử dụng được, bởi vì nó quá tiêu hao hồn lực. Hơn nữa khi mà mang nó theo thì cũng rất khó khăn khi mà sử dụng các hồn đạo khí khác, bởi vì kỹ thuật đồng vị cộng hưởng nhất định là phải giữ vững nhất trí với các bộ phận ở trên thân thể, nếu không có cách nào khác thay đổi được hồn đạo khí khác. Bên phía Tiêu Bình, hồn đạo hộ cháo cấp 7 mới vừa được phóng ra, lập tức xông ra bên ngoài như là một mũi tên, căn bản không hề né tránh những lôi điện đó nữa, vọt thẳng tới Hòa Thế Đầu. Lực phòng ngự của hồn đạo hộ cháo cấp 7 quả thật là rất cường đại, nó đánh văng tường đạo lôi điện, hơn nữa tốc độ không giảm, mắt thấy đã đến trước mặt của Hòa Thế Đầu. Thậm chí Hòa Thế Đầu đã thấy đường sát khí và vẻ ác độc trong ánh mắt của Tiêu Bình. Trên mặt đất, Trình Chiến cũng đã bay lên trên trời, cũng đã chuẩn bị kết thúc trận đấu này bất cứ lúc nào. Uỳnh một tiếng nổ kịch liệt chợt bộc phát ra ở giữa Hòa Thế Đầu và Tiêu Bình. Dù Tiêu Bình phóng ra hồn đạo hộ cháo cấp 7, thế nhưng cả người giống như là đạn pháo bị đánh bay ra bên ngoài, hồn đạo hộ cháo cấp 7 bị nghiền nát. Nếu như không phải hắn lập tức phóng ra vô địch hộ cháo, lôi điện vẫn còn đang bộc phát ở trên không trung kia sẽ xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Hòa Thế Đầu vẫn đứng yên tại chỗ, giống như là cho tới bây giờ cũng không động đậy qua. Một cái khẩu pháo lớn cỡ miệng chén đang chậm rãi khép lại ở ngực của hắn, mơ hồ còn có quang mang chớp lên. Hồn đạo pháo ở trên vai lần nữa biến hóa, một khẩu pháo dài đến 3 thước, thế nhưng cũng chỉ lớn cỡ cánh tay. Miệng pháo màu đỏ vàng hiện ra trên bả vai của hắn, nhắm thẳng về phía trước. Hai tay hắn nâng khẩu pháo lên, nhắm về hướng Tiêu Bình, khóe miệng không biết từ lúc nào đã ngậm ra một cây xì gà to. Từng sợi khói xanh phối hợp với cái thân hình vạm vỡ kia, thực sự là vạm vỡ không gì sánh kịp. Khẩu pháo màu đỏ vàng này mới vừa xuất hiện ra, bên phía Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Học Viện, Tiêu Hồng Trần lập tức là bắn người dựng lên từ trên chỗ ngồi của mình. Xuyên thứ pháo cấp 7, hắn làm sao hắn có thể sử dụng được xuyên thứ pháo cấp 7 chứ? Xuyên thứ pháo, một trong những loại hồn đạo pháo có lực phá hoại đơn thể mạnh nhất, nói chuẩn xác nó chính là hồn đạo xạ tuyến, chỉ là bởi vì uy lực quá lớn cho nên cũng được gọi là pháo. Nói như vậy, chỉ có một số ít hồn sư mới có thể sử dụng xuyên thứ pháo này, cần phải được tự mình nhắm bắn, hơn nữa cực kỳ là tiêu hao hồn lực. Thế nhưng khoảng cách cùng cây cũng rất là xa, chuyên môn dùng để xuyên giáp. Khuyết điểm lớn nhất của xuyên thứ pháo chính là không thể khóa, không thể truy tung, thế nhưng uy lực cực kỳ là khủng bố. Lấy tu vi của Tiêu Bình, cho dù là có vô địch hộ cháo cũng không có cách nào ngăn trở được công kích của xuyên thứ pháo. Biện pháp đối phó với xuyên thứ pháo chỉ có một, đó chính là né tránh. Lợi dụng đặc điểm không thể nào khóa mục tiêu của nó mà tiến hành né tránh. Nhưng lúc này Tiêu Bình không biết bị Hòa Thế Đầu dùng phương pháp gì đánh bay ra bên ngoài, đã đụng vào màn phòng hộ của sân thi đấu phía đối diện rồi bắn ngược lại. Vô địch hộ cháo chỉ có thể bảo vệ hắn, thế nhưng không có cách nào giúp hắn hóa giải lực trùng kích, hắn có thể kịp thời phản ứng tiến hành né tránh hay không? Đáp án này người nào cũng không biết được, cho nên thân là trọng tài, Trình Chiến có một chút sợ sự. Nếu như lúc này hắn ngăn cản Hòa Thế Đầu, cũng có nghĩa hắn tuyên bố Hòa Thế Đầu thắng. Nếu như Tiêu Bình có thể né được một kích kia của Hòa Thế Đầu, như vậy hắn vẫn còn cơ hội. Mặc dù Trình Chiến cũng không cho là Tiêu Bình có thể chiến thắng, bởi vì Hòa Thế Đầu đã thể hiện ra thực lực của một hồn đạo sư cấp 7, thế nhưng dưới tình huống tỷ số đã là 2-1, cứ như vậy để cho Nhật Nguyệt chiến đội thua trận này, bọn nó có thể cam tâm sao? Hòa Thế Đầu cũng không để ý nghĩ trong lòng của trọng tài, nhắm chúng và bắn. Đối với hắn mà nói chỉ đơn giản là như vậy. Trong nháy mắt xuyên thứ pháo được bắn ra, điếu xì gà ngoài miệng của Hòa Thế Đầu lại bị hít mạnh rớt ra một nửa, khói bụi bay ra. Một đạo quang mang màu đỏ vàng chỉ to bằng ngón tay cũng đã phá vỡ trường không, phóng thẳng về hướng của Tiêu Bình. Áp lực khổng lồ mang đến chính là nguy hiểm đến sinh mạng. Lúc này mặc dù Tiêu Bình bị đụng đến thất điên bát đảo, thế nhưng đột nhiên truyền đến cảm giác dựng đứng lông vẫn khiến cho hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, không kịp dùng ánh mắt đi quan sát, cũng không còn kịp làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn lập tức mở ra hồn đạo thổ thiên khí, muốn bay sang ngang tiến hành né tránh. Thế nhưng mà cũng ngay lúc đó, một cái cảm giác tê dại đột nhiên truyền khắp toàn thân. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào ở ngực của mình lại có nhiều hơn ra một cây kim nhỏ như lông trâu, một cây kim nhỏ lóe ra quang mang lam tử sắc, cảm giác mãnh liệt tê dại chính là đến từ nó.
Đây chính là trong nháy mắt khi mà hồn đạo hộ cháo cấp 7 được mở ra, nó đã cắm ở trên người của ta khi mà vô địch hộ cháo còn chưa mở ra. Nhưng mà cho dù chỉ là một cây kim, nó cũng có thể được coi là làm vật xác định phạm vi cho định trang hồn đạo khí. Đây là một cái ý nghĩa cuối cùng của Tiêu Bình. Sau đó hắn đã thấy một đám quang mang kim hồng sắc trong nháy mắt đó bao phủ cái kim nhỏ kia. Kim nhỏ mất đi mà chính hắn rõ ràng cũng cảm giác được mất đi một thứ gì đó. Một cái lỗ nhỏ lớn bằng ngón tay đồng thời hiện ra ở trên vô địch hộ cháo cùng vị trí trái tim của Tiêu Bình. Ánh mắt của hắn cũng ngây ngốc đi, chân đây về mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được mình phải chết đi như vậy. Từ trong đáy mắt của Hòa Thế Đầu chợt lóe lên quang mang lạnh như băng, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng thật thà của mình, thu lại trọng pháo trong tay chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Trong giây đầu tiên thì Trịnh Chiến đã tiếp đường Tiêu Bình đang rơi xuống từ không trung, nhưng hắn cũng lập tức phát hiện ra Tiêu Bình đã hết thuốc chữa, trái tim bị xuyên thủng làm sao còn có thể cứu sống được. Hắn, trong mắt của Tiêu Bình tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng lúc này hắn cũng không ra được chữ nào nữa. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra đã mất mạng. 3-9-2 chết. Khi mà Trịnh Chiến tuyên bố Tiêu Bình tử vong, tất cả những người đang xem thi đấu cũng xôn xao cả lên. Đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc, không phải là Tinh La Đế Quốc. Ở trong trận đấu, Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội đại biểu cho Nhật Nguyệt Đế Quốc liên tiếp bị đối thủ giết chết hai người. Dân chúng có thể nào không giận được chứ? Dưới sân thi đấu, trong mắt của Vũ Hạo cũng hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn Hoa Thế Đầu một chút. Hoa Thế Đầu cũng đúng lúc xoay người, ánh mắt bình tĩnh gật đầu với hắn, sau đó miệng ngậm xì gà, mỉm cười một cái đầy thâm ý với Vũ Hạo. Giờ khắc này Vũ Hạo không khỏi nhớ lại lúc ban đầu khi mà Hoa Thế Đầu thổ lộ với mình, như sư huynh ấy. Sắc mặt của Trịnh Chiến có một chút khó coi, thật là hồn đạo sư cấp 9, mắt nhìn thấy trận đấu do mình làm chủ cũng vẫn có người chết, sắc mặt của hắn có thể đẹp mới là lạ. Thế nhưng mà lúc ấy hắn thật sự là gặp phải khó khăn khi mà lựa chọn, hiện tại kết quả chỉ có thể chứng minh lựa chọn của hắn là sai. Tiếu Hồng Trần xanh mặt nhảy lên trên sân thi đấu trầm giọng rồi nói, trận tiếp theo ta lên. Còn ở bên kia, Vũ Hạo ngồi ở trong khu đợi chiến của Đường Môn cũng mở miệng. Những trận đấu tiếp theo của loạt đấu cá nhân đào thải, Đường Môn toàn bộ bỏ cuộc, chúng ta lựa chọn trực tiếp tiến vào trận đấu đoàn đội. Hoa Thế Đầu và Tiếu Hồng Trần cũng sửng sốt một chút, sắc mặt của Tiếu Hồng Trần càng thêm khó coi. Hoa Thế Đầu chỉ là nhíu mày, tiện tay nắm bình sữa nhảy xuống khỏi sân thi đấu, tỏ ý bản thân hoàn toàn ủng hộ quyết định của Vũ Hạo. Đường Môn đã thắng 3 trận cá nhân đào thải, ở trong một trận thi đấu chỉ có 7 người có thể ra sân, cho dù đối thủ chiến thắng hết tất cả đội viên của bọn họ cũng không thể nào vượt qua con số 5 điểm của Đường Môn. Cuối cùng phần thắng bại vẫn là quyết định ở trong trận đấu đoàn đội. Thế nhưng chủ lực của Nhật Nguyệt chiến đội đã chết trận hai người, bị Phú Hào đánh chết một người, tỷ số tạm thời là 7-3 theo quy định của đại tái. Sau khi đã quyết định đội viên ra sân thì không thay đổi được nữa. Ở trận đấu đoàn đội tất nhiên là sẽ có lợi hơn. Lúc này lựa chọn đoàn chiến đối với Đường Môn không thể nghi ngờ chứ là rất có lợi. 7-4 mà. Trịnh Chiến nhìn Vũ Hạo một cá thật sâu, trầm giọng tuyên bố, cá nhân đào thải kết thúc, hai bên tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục sẽ tiến hành trận đấu đoàn đội. Tiểu phân phương diễn, Đường Môn 3 điểm, Nhân Nguyệt chiến đội 7 điểm. Ở trên đài chủ tịch, nhìn sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi của Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần cũng chào mày. Thực lực của Đường Môn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, liên tục hai người ra sân thi đấu cũng đều là lục hoàn hồn đế, hơn nữa Hòa Thế Đầu còn thể hiện ra được thực lực của hồn đạo sư cấp 7. Thay vì nói ba người bên phía Nhật Nguyệt chiến đội không có phát huy ra toàn bộ thực lực thì hãy nói bọn họ bị đối thủ áp chế. Mà thứ làm cho Kính Hồng Trần kinh hãi nhất vẫn là Vũ Hạo đột nhiên bộc phát ra một kích cường đại kia, trong chớp mắt quang mang tử kim sắc kia xuất hiện, cho dù là Phong Hào Đấu La như hắn cũng cảm thấy có một chút hoảng hốt, không có biện pháp khóa đường Vũ Hạo phóng ra công kích kỳ dị kia, rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Thậm chí ngay cả vô địch hộ cháo cũng không có cách nào ngăn cản được. Mà trong khi đó, Đường Môn còn đứng ở bên có lý. Trận đấu đoàn đội sau đó, mặc dù bên phía Nhật Nguyệt chiến đội, thực lực của đội viên thay thế bổ sung vào đội viên chính thức không cách biệt quá lớn, thế nhưng cuối cùng cũng có chênh lệch. Huống chi có hai người là cháu ruột của hắn, nếu như nó Kính Hồng Trần hiện tại không khẩn trương, đó là tuyệt đối không thể nào. Trận đấu đoàn đội có thể thắng không? Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói, hắn rất là coi trọng đối với trận đấu này. Kính Hồng Trần hít sâu một cái rồi nói, lão thần tin tưởng những đứa trẻ kia, thế nhưng xin bệ hạ đáp ứng, sau khi kết thúc đại tái này tuyệt đối không thể nào để cho những người này của Đường Môn sống sót trở về. Bọn họ tuổi còn nhỏ như thế mà đã có thực lực như vậy rồi, tương lai tất thành đại họa. Từ Thiên Nhiên nhìn hắn một cái rồi nói, thần phục hoặc là tử vong. Quốc Tử ngồi ở bên cạnh Từ Thiên Nhiên, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Hoa Thế Đầu trở về ngồi ở bên cạnh Vũ Hạo, trên vẻ mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì. Vũ Hạo nhìn hắn thấp giọng rồi nói, nhị sư huynh không sao chứ? Hoa Thế Đầu lắc đầu, ta rất khỏe, ha, ta rất khỏe. Vừa nói chuyện hắn vừa ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về đài chủ tịch phía xa, nhìn vào cái chỗ ngồi cao cao tại thượng kia. Gió thổi mây bay, mấy vị hồn đạo sư thuộc tính thổ đang bận rộn sửa chữa lại dần thi đấu, đợi một lát nữa bắt đầu trận đấu đoàn đội. Sân thi đấu có đường kính là 100 thước, nhìn
nhìn qua không nhỏ. Thế nhưng nếu đồng thời dung nạp 14 người tranh tài cũng không phải là quá rộng, bọn họ phải làm bằng phẳng lại phần mềm ở trên mặt đất. Đông Nhi, lát nữa người ở bên cạnh ta chịu trách nhiệm bảo vệ ta, Vũ Hạo thản nhiên nói. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, quan sát mọi người một chút nhưng vẫn gật đầu, cố nhìn không hỏi Vũ Hạo, chuyện này không phải là không công bằng đối với mọi người hay sao? Vũ Hạo nhìn về phía các đồng bạn khác, lát nữa trong trận đấu đoàn đội, xin mọi người nhất định phải dựa theo chỉ dẫn từ tinh thần tham chắc của ta tiến hành chiến đấu. Chúng ta chẳng những phải thắng, hơn nữa tuyệt đối không được có bất kỳ tổn thương gì. Mọi người rối rít gật đầu.